con ấy tay nó thuận đấy. Các bác xem IGBT đánh, nói chung các bác đánh cứ bình tĩnh này, em đảm bảo với các bác là không con nào thoát được. Nó hơn con kia một chút. Ui ôi, hiểu ôi bẻ. Các bác nhìn này, bẻ. Ui giời, ý bình thường các bác mật âm chết nhá. 10 phép IGBT các bác ạ. Hả? Chưa gì đã ấy rồi không nhỉ? Chưa đánh nhau nó đơ rồi. Đấy, 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 ý giời. Đấy được đấy. Ý các bác nhá. 10 phép IGBT. Đấy bác mua hôm nay đấy, bê luôn cả bộ này. Anh kia không? Lại nhắc hẳn vợt lên ấy. Đấy ông cứ để vợt đi, cháu là tự nó lên, không phải múa cho nó làm gì. Múa cho nó là nó nằm luôn ở dưới theo vợt luôn. Con ấy tay nó thuận đấy. Các bác xem IGBT đánh, nói chung các bác đánh cứ bình tĩnh này, em đảm bảo với các bác là không con nào thoát được. Mà càng to đánh lên càng kinh. Các bác nhìn nó chết cả vật âm. Các bác nhìn xem nó chết cả vật âm. Luffy càng to đánh càng bốc. Đây máy IGBT các bác nhé. Đi. Cái gì? Nó dắt vào cái. Nặng rồi đấy. Nặng chưa? Đấy, các bác nhìn này. Bỏ tay ra nó mới vào, nó bóp điện. Bất chạy không rút. Đấy, tự ông chỉnh đấy. Tôi phi to. Tí lại chỉnh cái khác cho xem. Chốc lại lại. Đấy. Nhiều khi chỉnh kiểu này biết đâu được lại đánh lại hay nhỉ. Nữa ăn điện. Thật, càng nữa ăn điện. Cứ chết là được. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Ông đồ phi to kìa. Thế lại được. Thế, đánh trắng bắt luôn, kinh thật. Đéo thì vướng. Đấy. Đấy.